Rồi, chào hai vợ chồng chú Minh nha. Dạ, xin chào. À, thì hôm nay đến thăm hai vợ chồng chú Minh. À. Thì clip trước rồi nghe cô ba nó chỉ cái bài mà nói ăn thịt bò gì đó chú Minh. Ăn thịt bò mà để mà... Cô ba bảo đó mà. Không mặc quần gì đó. À. Là cái như vậy nè, cô nói là có giống như là... giống như sư phụ của chú gì đó, giống tiền bối rồi, tiền bối luôn đó, là giữ hơn chú nữa, giống như tiền bối của sư phụ vậy á, cái mới viết cái tiền bối chỉ ừ chỉ ăn thịt bò là chỉ viết ăn thịt bò cho cái chú viết rằng có cái bổ sung gì đó mà ta nói là nói sức khỏe, ta nói cái sức khỏe ăn vậy đi mệt á, mà có đời bây giờ vợ ông thì còn trẻ, ông thì tuổi già rồi thì chỉ cái máu huyết cho ông ăn vậy, cho ông huyết cho ông sung lên đặng ở với vợ ông. Thì ông bà nói thì nói giáp mặt mình, vì chưa có nói cụ ăn thịt bò thì bà nói gì cũng được đi. Thì mình hiểu cái tâm lý nữa, mình có thì mình ăn, mà ngặt cái chuyện mình không có, mà cũng còn sức sung thôi à, chứ chuyện nó cũng dễ thôi à, dễ đâu hiểu cần, lắm. Đâu cần phải ăn hả chú không Minh? Không cần ăn luôn, chứ chú người ta Minh chỉ là mà. Chỉ cái mối của đó là chỉ cho mình biết vậy đó ha. Là bị người ta cái đứa có đi bài rồi, rồi cái đàn bà mà gặp như mình vậy đó, là cảm giác cho mình như là cũng cho vợ mình nó có cảm giác vợ chồng chung thủy, cảm xúc chung vô đang cho vợ mình hiểu tâm lý của vợ mày với chồng mày coi cỡ nào, chứ người ta biết đàn bà mà nói câu đó là mình hiểu rồi đó, hiểu cái tánh rồi. Ông Minh ơi, thấy ông chạy xe lôi cực khổ rồi, tôi chỉ cái món huyết ông này nè, ông ăn vô thử coi, trời ơi nó cảm giác nó sung, nó mạnh lắm, nó hiểu tâm lý vợ chồng nữa, nó cảm giác trời ơi nó sướng, nó đã ở đâu cũng có người ta nói hoài à, mà có một cái phải vợ tôi ăn nữa, hai cái nó cảm giác hơn. Nếu ăn thịt bò vô là tối là không cho vợ mặc quần là có không? Ừ, cái đó nhiễm nhiên phải có rồi đó. Phải có rồi. Lúc đó là cả như con nó ngủ rồi khỏi mặc quần đi, đặng cho cái cảm giác mình nó hứng. Nó hứng kiểu cũng như mà khỏi mặc quần, khỏi mặc áo, là anh thấy cảm giác á, mà con vợ chồng mà được vậy rồi là cảm giác ôm vô là quất liền à. Nó khỏi chờ đợi lâu nữa, mau lắm. Chuyện đó mình biết luôn, dễ thấy bà luôn đi, vì sống vợ chồng hoài quá gành rồi. Đó giờ có gặp cô ba đó chưa? Có mình. Gặp đâu, có đi thường thường chở vợ đi uống cà phê này kia nọ về dọc đường á, rồi có gặp có hỏi vậy thôi. À, có chỉ cái bài đó không? Có chỉ bài đó ăn thua, không? Ăn thua mấy bà, ăn thua bà nói. Nhưng mà à. Mà có chỉ chú Minh chưa? Không. Vậy không có chỉ hả? Có gặp bà nói kia nọ mình cũng nói bà thôi, chứ có gì đâu. À. Mà ăn rồi tôi cũng sợ thấy mẹ. Rồi bà ghen rồi kìa. Bà ghen mới nó mới nói cô ba cái mà nó ngay ra mà cái tình tôi rồi. Tình thiệt đó, nó thiệt không ơi. Thành ra tôi chung thủy vợ rồi, còn ngoài đời mấy đàn bà mà cặp nói này kia nói ha. Thì tâm lý mình ta thương mình á thì ta mới nói. Nói rồi ý đó thì không có biết bỏ mọi mình không hiểu. Thì mình tình thiệt nó thiệt luôn. Khi bà gặp đụng mặt bà cũng có nói chuyện nữa. Mà nói vậy thôi chứ không có nói vụ đó là mình nói cái nghĩ cho biết thôi. Không có chị bí quyết chứ không có chị mới quyết thì đâu, mình chúng mình ý. Đâu cần bí quyết phải không? Khỏi cần. Ơi, mấy khỏi bà nói đây mất công tôi cảm đó. Hứng nó ừ khỏi khỏi nói tôi tự nhiên bí quyết của tôi còn hoài được hoài. Đôi khi nè nhiều cái tôi ăn nè không có cái gì ngon là nó sớm tôi ăn gì quất nấy kệ, mà ý sức tôi còn được rồi tôi nhớ vợ tôi quất à, không có cần gì trơn á, không có cần là ăn bổ sung này kia nọ nó quyết nó lên, không có. Khi mới cha tôi nè nó mẹ cũng lên không một thuốc uống coi, uống không có cái cảm giác có, mà ông chỉ tôi dùng nữa mà tôi cũng thử nữa mà nó không có lên, nó thua mình luôn nữa. Tôi nói thà ăn thua mình đi nó dễ hơn. Cũng có ông kia ông đi rồi, ông có chỉ rồi, tới bạn tôi nữa cũng có chỉ nữa, mua đó hai liều hai viên, nó nói nè sư phụ nè chỉ mới quyết cho ông cái nợ anh em tôi, nói thiệt nha, ông chia cho tôi để cho ông nó rốt cuộc uống đâu đúng, cũng như bình thường của mình thôi. Mình cũng anh em mình giúp được cũng mừng nha, tôi tưởng là đồ mà uống cứng được nha, mà ăn thua ra tấm lòng mình đó, nó đồ mà được cái này cứng quá, cứng là vợ mình nó còn đá nữa, đá thiệt không, cứng chừng nào đá đấy, cảm như là cái cây mà nó sóc vô cũng như nó trúng cái hang mà nó gích quá làm kéo luôn kéo ra đồ đá quá, cào cái đồ cái thứ nó mới chết đó, mà có một cái nó cứng, tôi nói thôi em ơi được gì đỡ rồi, có đỡ hơn không đi, cái vuốt nó cũng được rồi, thúc vô thúc da, thúc vô da cũng được rồi. Đó giờ có cho ông ăn thịt bò ông còn. Vì tôi nghĩ là mình thương vợ chồng cũng tính ăn gì mà ăn á, thì con vợ mình ăn cũng cùng nghiệp nó. Chứ tôi ăn mình ăn con không được. Ăn gì phải ăn có vợ chồng con cái ăn hết đi, tôi không chịu. Khi nè xuống dưới chắc chiều nè, ăn mì hủ tiếu nè, bò viên á.
ôm sắt ra rồi thịt này kia nữa. Cái vợ tôi nói thôi tôi không ăn bò viên đâu, nó đem qua tôi trơn rồi con tôi cũng vậy. Trời Phật ơi, kiểu này chắc ba ăn chết luôn rồi. Mà ăn đêm nào cũng ăn, xuống dưới tô 20, mối quen đó nghe. Ừ. Ăn trời Phật ơi, đụng mà tối về nó có cảm giác không ơi, nó ngay ra thì phải mình ăn được hoài đỡ rồi thôi. Cái người ta cũng nói thôi, vợ chồng mày mặn ăn, ăn từ từ đi, lâu lâu ăn lần. Ăn giết người ta nói bị cái gì, nó bị cảm giác gì đó, cái tôi mới ngưng. Mới ngưng ăn. Mới ngưng ăn, nó chừng chừng nào lâu lâu mới ăn. Chứ thường thường tôi có tiền, chiều nào tôi cũng chở vợ con tôi đi chơi. Chứ cái ông chồng của cô đó là ăn thịt bò, giờ là gung giò luôn. Rồi giờ gung luôn đó hả? Gung giò. Bởi vì gung giò luôn rồi, mình hết nhảy luôn. Bởi vì mà gung sẽ đẩy luôn đó. Dạ. Chớ ổng thấy rồi ba ơi, có được đâu, cha này giờ thiệt. Bà xưa cũng cho ổng ăn thịt bò đó. Đó, quá gung rồi đó, bây giờ mắc luôn. Giờ ừ, gung giò luôn. Mắc sát luôn. Bây giờ bà này nghĩ còn tiền thôi à. Chứ giờ đúng ra ông này giờ gung quá rồi lên nổi nữa. Hết nổi rồi. Cái bà này mà có chớn mà nước gặp mình cho ăn bò nó bò gống á là gặp khỏi gung luôn. Mà tôi nói là tôi nói thiệt nha, mà tôi sợ vợ tôi ghen á. Gặp cỡ tôi mà cho ăn bò gống mà bà này đụng gống mỏ luôn á. Thứ đó đụng mà gặp bà mà trời ơi mình này dữ trời. Ủa mẹ đẩy cái tới bà gống luôn rồi quá trời luôn. Mà tôi đâu mà chết. Mà tôi không thiệt. Tôi tình thiệt, tôi nói thiệt, tôi không dám làm. Mình làm gì á, mình sợ mang cái mắt đứt biết không. Đàn bà mà cái chuyện nó cho rồi đó, dòng tiền buông ra nó cho liền nó không mình. Nhưng mà vợ chúng mình cho không kìa. Đó đâu mà làm ẩu là vợ tôi ghen bà nội luôn, dễ gì nó có cho đâu. Lần đầu tiên thấy cô ghen luôn á nha. Ghen thiệt đâu ơi, bị ở ý vợ mình còn nè mới vậy đó. Chắc cái bà này là đúng rồi, bị ông chồng mắc rồi mới cặp ông đó rồi mới giết rồi cho ăn bò gung giò luôn thấy không. Gung thiệt. Bởi tôi lên coi clip nó trời. Bữa đó ông nào cũng cho như 2 triệu vậy đó. Nói giúp tình nghĩa cho ổng vậy đó. Thấy mặt ba nói chuyện này kia nữa. Ủa tới bây giờ cái tôi nói nè em, trời ông già này mình thấy hoài nè. Rồi sao mà gặp bà nó bảo trời. Bây giờ tôi kêu ra là kêu bên chồng bà. Thì chắc bà thứ ba quá à. Đó, bà nó bảo đó em, vậy đó. Mới biết đó thôi dễ gì. Trời ơi đời sự sống mà anh ơi. Cái đàn bà này nó cũng ngặt lắm. Khi thường thường đụng mặt tôi mà không có đối chuyện mà đứng lại nói chuyện. Gặp ô Minh, ở bà Năm bà đây đâu trời, lúc này mà bỏ ông kia sao bà nội bà về hoài vậy. Chứ có hồn ông kia ông về ông thăm bà thôi, chứ bây giờ bà lên ông nội trở đi. Con còn gung hay còn mạnh, ông biết cho ông sổ bà, cho ông hiểu tấm lòng chút. Mẹ đàn bà mà tôi biết cái tánh bà rồi. Thứ cũ gặp cái mới cái này, thèm lắm ông nội, mà cái ý tâm trạng tôi không có nghĩ chuyện đó. Với mình gầy rồi nè, bà thích mình gầy á. Biết rồi, mà tôi không thích ông. Cái tâm trạng tôi ra đường tôi không nghĩ chuyện đó. Thành ra nó không cảm giác. Vì tôi thề lương tâm tôi rồi, tôi không có nghĩ ra ngoài đời nữa. Tôi cha mẹ cho cái vợ là sống vợ suốt đời luôn vậy đó. Trung thủy á. Ừ, để dành. Bởi vì cái tâm lý của tôi công nhận nha. Gặp rồi nói chuyện, mình không cảm giác. Chứ đúng ra như vậy, đàn bà, đàn ông mà gặp như mình đổi tánh á. À, kể như nói qua nói lại là cảm giác có liền. Hứa hẹn ban đêm là rồi dính tuốt. Dính rồi thì mình đi trước sau cũng phải bể à, cũng phải bị à. Mà tôi không có chịu. Thà tôi để gì cho vợ tôi hết đi, tâm lý nó dễ hơn. Vợ sống, cháu sống vợ chồng mình nó hạnh phúc. Vì nó còn có lý hơn cái ngoài đời. Thương vợ ha. Ừ. Bởi vì tôi nghĩ có nhiều đó mà sao mà tôi nói trong ngày nào cũng có hết trơn. Công nhận hay vậy đó. Bởi vì người ta nói tôi nói dốc mà tôi nói thiệt không nào. Mà người ta nói dốc hoài tôi nói ừ. Nói thì mấy ông không tin thôi, tùy mình không nói có không à, cô chú? Có không, nói gì có không? Không nói ngày nào cũng đều đều chứ. Có không? Có. Tao nói vợ, tao nói thiệt chứ đâu có nói dốc. Trời, thà tôi chết tôi đâu có mang đem theo đâu. Thà có nó làm à. Có luôn. Tình thiệt nó thiệt. Ờ. Theo như cô chú là chú Minh là ổng đáp ứng đủ nhu cầu không cô chú? Đủ không hay là thiếu? Đủ không? Lý tưởng không? Lý tưởng với cô không? Được rồi, được rồi, được rồi. Trong ngày có là được rồi. Yêu cầu có là tôi chịu à. Thì vợ tôi chịu chỗ đó đó. Trời, yêu cầu có anh mạnh dỗ gì đi. Mình thử anh thôi. Còn cái sức khỏe anh còn đầy đủ với mình không? Nhiễn nhiên trong ngày phải có thôi. Tôi cũng nói thiệt vợ tôi. Mà vợ tôi cũng nhận thương nó có chỗ đó. Mà ông thương ông kiếm dễ được vợ vậy. Mà nó còn sợ tôi chết chứ ông nội. Nó anh mà chết rồi bỏ tôi lại. Tuổi quá, tuổi sao? Tuổi không còn anh. Rồi trong vòng đó tôi không biết kiếm ai. Kiếm nữa là biết kiếm như được anh không. Trời ơi khó lắm em ơi. Bởi vì nó vô nó gian giái ông bà. Miễn chồng tôi mạnh giỏi đi. Cho hạnh phúc với tôi đi.
cuộc đời của anh cho đã đi, nó hết cuộc đời của ông luôn cũng được. Mà có một cái là vợ tôi thương tôi có nhiều đó, nói em ơi em giái hoài ông bà không có độ đâu, độ màn ăn á thì lo vợ chồng con cái hạnh phúc thôi, có chứ cái chuyện mà sống hoài chắc tôi chưa biết sống giờ nào. Mình nói ngay ra biết sống giờ nào đâu, bữa nay ngày mai chưa biết sao mà cãi, nhưng bây giờ nghĩ tới đâu hay tới đó đi đó. Bởi vì tôi sống vợ tôi nè, tới bà già tôi chăn trối coi vợ nè, bà còn cái mã của bà còn để đậu bia kìa 2006 hạ nguyệt rồi, là qua ngày mai lại là anh em đi coi vợ liền. Ừ, mà lúc đó nó nôn ông ơi, tôi không nôn mà lúc đó dưới nó nôn dữ luôn đó ông. Trời ơi trời, tôi còn sợ nó thiệt luôn á, ý tôi cảm giác còn không được á, nó quá trời nó thèm rồi, nó nói trời ơi mày thẳng từ từ trước sau cũng có à. Vậy là bữa nay đến hỏi sự thật chúng mình là cô bà không có chỉ bí quyết ha, không có chỉ mới quyết cái đó, mình không có khi nào không có ai nói không ai học cho chúng mình, nói chung là chúng mình không có học luôn nữa, phải sử dụng ba cái đó. Ừ, mình có cái bây giờ ông thấy rượu mà răng gì đâu còn đâu mà ăn thịt bò nữa bà nội nữa, bởi vì người ta mới còn mới quyết tôi mới còn giữ gì nè. Bà nội thường thường là thịt bò ta nói xào cho sơ thôi, là ông ăn nó có bổ sung lắm. Chú mẹ răng còn có. Chú ơi, răng như vậy đó, lỡ người ta đồn chắc cạp nhiều quá rụng răng có không? Có, cái đó là tâm lý người ta nói ngoài đời có. Chứ mà không có cạp thiệt. Này răng nó sâu ăn. Chứ đâu phải mà bộ hàm mà còn mà gặp vợ mà cạp cạp chứ mà chúng hết đâu, đâu có đâu. Phải à. Ờ, cái đó ngoài đời người ta có nói luôn. Ta cái đó là ta đề vô mình thêm đó. Tưởng đâu cạp mà tới mà gãy răng. Rồi tôi nói đồn gia tài giờ còn có hai cái nè. Rồi. Nút vậy thôi á. À, còn mà sâu nó cũng ăn kìa. À, cũng rụng giống vậy ha. Ừ, sâu nó ăn từ từ quá. Rồi, mà nó ngay ra đi, tới chừng mà nó hứng rồi ông ơi, cũng hai cái đánh nhau lắm. Cũng đánh qua đánh lại nhau, cũng chúc dễ ơi. Lắm. Chúc, chú anh ổng cái hàm gầu gì là phải không? Thích cái hàm gầu ổng không? Trời ơi. Hay là thích ông cạo hay là để gầu? À. Nó không có thích mà để cho quét vậy thôi. Quét. Quét cho biết. Trung tâm gây mê đó. Quét. Tôi quét nha, quét tự trên. Rồi khi dưới tôi đã ra đã lại đã lắm không? Mà làm nhột thiệt trời. Nhột không ạ? À? Nhột. À. Nhột cô chứ. Nhột các em. Nó nhột không? Đúng. Nó nhột mà nó không có nói. Trời. Nó mới giật rồi tôi biết rồi. Nó cảm giác. Nó giật thiệt không? Nó giật làm như cảm giác tôi biết đúng vậy mà. Tôi quét mà vách tường của người ta nó không giật nha, tôi quét vách tường thì nó dính. Còn này quét em giật cái này mà tôi biết là chạm. Nó chạm qua tôi chạm ra anh là quất liền. Công nhận không? Nó hiểu lĩnh cái đó đó. Vậy là cái hầm gâu là để quét á. Để quét á. Bỏ đầu cắt vào tôi nói em cắt là hết kiếm anh luôn đó. Đã, em thề để đi quét cho em vui sướng rồi cho nó cảm giác cảm động anh rồi mới làm được. Nhưng mình đỡ ý gì đó. Khỏi tốn tiền mua cây cọ. Khỏi tốn tiền mua cọ cũng công nhận nha. Cái vợ tôi nói, bộ thiệt á anh. Mà tôi quét hoài không tự nhiên ông ở dưới ông giật lên cái không gặt lên cái tôi hết hồn liền. Quét là quét ha. Quét là sao chúng mình là làm sao chúng mình cái nè nó nằm ở dưới thì dưới này nè đánh qua đánh lại quét lên nó chùi làm cảm giác vậy đó cái đừng biết rồi anh ơi tới rồi vậy là quét lắc lắc cái đầu lắc lắc đầu chứ thường thường mấy thằng đánh lưỡi á đánh qua đánh lại cái đánh thảy vô là đẩy vậy còn cái này mình quét mình quét cũng như giang cái lưỡi thôi quét qua quét lại quét hơi cái cọ nó cứng lên rồi mới cái như cái cọ nó quằn lại là rồi đó là mình biết rồi mà cái gò mối nó lên rồi vậy là quét không quét gì lắm á chú quét bây giờ tôi chú ý chỗ đó đó là cái cảm gò nó không lên tôi quét hơi cái gò lên nè lên là nó biết rồi nó chạm dây liền chạm bao nhiêu dây cái hầm gâu cái là biết nó giật lên tới mình cái nó chiền xuống cảm giác mình là nó chịu rồi đó là nó biết cảm hứng rồi là vợ chồng mình chung thủy rồi đó là tôi chịu rồi đó. Cái mình làm cái tư cách gì là mình cho biết cái đời của vợ chồng mình sống hiểu nhau mình nói cho nó hiểu luôn chứ bây giờ mình làm cái cách của mình hoài đâu được, mình phải chơi cách này cách kia đi kiểu á cho vậy á cho biết bởi vì nó hiểu đời. Sao bữa nay mặt trời lặn đây đó? Mặt trời lặn đây chứ lặn đâu trời chứ không nổi. Sáng thì mặt trời nó mọc lên lặn ông quay viết rồi ông biết viết rồi mặt trời lặn đâu lẽ lặn ngay đó là gọi nhau chúng mình nói mà quên trời quên đất mất đi hướng luôn là tại vì nãy giờ chúng mình chỉ cái bí quyết quét quét trời nó lặn rồi thì lặn đó thì nó gối đồ hình luôn chọn cái phản trống thì gọi vô đây mình là phải rồi.
ông viết ông nói cảm ơn chú Minh nha. Rồi.